Vâng, xin chào anh em nhé. Em quay lại cho anh em cái mẫu xe Lacetti sản xuất năm 2008. Thì cái vừa rồi em quay lúc chưa dọn rửa thì nó hơi bẩn tí, và bây giờ em đã dọn rửa sạch sẽ rồi, em quay cho anh em đây. Mẫu Lacetti sản xuất năm 2008 với phiên bản rút sàn và giá là 167 triệu nhé anh em nhé. Đấy, mẫu xe này rất đẹp luôn, phải nói là rất đẹp, sơn si mới tỉa sơn đánh bóng xong, không có cái lỗi gì về thân vỏ để phải chê cả. Đấy, và giá rất hợp lý thôi. Cái 2008 này form nó là form mới rồi nhé. Cuối 2007 thì nó có form mới, và đây là cái mẫu xe này sản xuất năm 2008 thì nó là form mới hoàn toàn rồi. Anh em nhìn là sơn si thân vỏ về, anh em không phải làm bất cứ cái gì cả, mà giá thành rất là hợp lý thôi, thì có 167 triệu thôi. Đấy, giá bao giá tốt nhất được thị trường luôn. Đấy, bao giá tốt cho anh em luôn đấy. Cái pha đèn này mới, đây là mới rửa xe nhé, nó cái hơi bốc vào thôi. À, còn đâu thì pha đèn nó sáng như bên này. Đấy, pha đèn nó như này cơ mà. Em mới rửa xe mà nó bốc hơi vào nó như vậy. Cái đấy xử lý được nhá anh em nhé. Và cái đấy đơn giản thôi. À, anh em nhìn cái form dáng của nó đẹp phẳng lì luôn. Đấy, giá con này để cho anh em đúng 167 triệu. Anh em nào có thiện chí thì alo cho em đi nhá. Form dáng hoàn toàn là form dáng mới và form dáng rất đẹp này. Anh em nhìn này, Lacetti 2008. Đấy, xe Việt Nam. Dòng này nó dòng số sàn mà cũ là xe tư nhân chứ không phải là dòng xe chạy dịch vụ đâu, nên là xe nó còn giữ rất là cứng luôn. Đấy, tổng thành về sơn si thân vỏ anh em nhìn này. Cái đường nét của nó căng đét như này cơ mà. Tất cả những chi tiết sơn si này. Đấy. Pha đèn này anh em nhìn này. Tổng thành chi tiết, quay tổng thành chi tiết cho anh em luôn để cho anh em ở xa thì có thể là xem được clip của em cách chi tiết và rõ nhất về gầm bệ của xe trước này. Gầm bệ của xe nó hoàn toàn là không mục mọt gì. Đấy, không mục mọt gì cả. Tất cả chi tiết là răng đúc này, bánh đĩa này. Quay gầm bệ cho anh em luôn nhé. Đấy, gầm bệ này. Nhưng dòng này gầm bệ nó không có mục mọt gì đâu. Đấy, gầm bệ của dòng Lacetti này nó hoàn toàn là không mục mọt gì. Đấy, về thân vỏ anh em nhìn thân vỏ không xước xát gì đâu, em vừa sơn tỉa đánh bóng xong rồi nên là cái phần thân vỏ của nó rất là đẹp luôn. Anh em nhìn cái phần thân vỏ của nó thẳng tắp luôn này nhá, xe nó hoàn toàn là không xước xát gì. Đấy, bao cho anh em này vừa là không xước xát gì đâu. Đấy, đây này, xe rất là cứng xe. Đấy, tổng thành xe rất đẹp luôn anh em nhé. Anh em mua về chỉ việc chạy thôi, hoàn toàn là không phải làm gì đâu. Đấy là nói luôn là về không phải làm gì về phần thân vỏ bên ngoài, là bên em đã tỉa sơn đánh bóng hết cho anh em ngon lành hết rồi, về là không phải làm gì nữa cả. Và giá tầm tiền này là tương đối, phải nói là tương đối hợp lý cho anh em chứ cũng không phải là giá cao đâu. Nói thật là giá tương đối hợp lý luôn. Em quay tổng thành chi tiết về cái nội thất của xe cho anh em xem nhé. Tổng thành chi tiết về nội thất của xe con Lacetti S EX sản xuất năm 2008 và mẫu xe là form mới rồi. Mọi chức năng của xe này nguyên luôn, xe nó còn rất là đẹp nhé. Tắp ni vẫn là tắp ni nỉ nguyên bản luôn đấy. Xe nói chung là cứng xe, đều xe và rất là đẹp luôn, chứ anh em cũng không phải là dòng xe xấu đâu anh em nhé. Và giá tầm tiền bên em bán là tương đối hợp lý đấy, cũng không phải là dòng cái giá cao đâu. Xe hoàn toàn là anh cam kết anh em là xe nó không có taxi đâu nhé. Đấy, cam kết là không có xe, không có taxi đâu, không quan được taxi gì đâu. Đấy, xe rất là đều xe, cứng xe luôn. Tổng thành đây, ghế lái bên ghế đằng sau đây. Đấy, anh em mua cái xe này về chỉ việc chạy cũng không phải làm gì, không phải đổ chi phí sửa chữa thêm đâu. Mọi cái chi tiết của xe thì em quay cho anh em kỹ càng nhất để anh em xem có thể quyết được cái mẫu xe Lacetti được không. Đấy, tổng thành xe đây, về hoàn toàn là không phải làm gì đâu. Vô lăng củ số, vô lăng đẹp nhé, tắp ni này. Đấy, trần vẫn là trần nỉ nguyên bản, trần vẫn là trần nỉ nhé. Màn hình đầy đủ hết, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Xe nói chung cứng xe vừa mà với cái giá tầm tiền phải nói thật ra là rất là hợp lý luôn, bởi vì em mua được giá hợp lý thì em cũng bán cho anh em giá hợp lý thôi. Đấy, giá để cho anh em là 167 triệu. Vì vậy là anh em nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 907 666, hoặc kết nối vào Zalo cho em. Và anh em nào nhớ có nhu cầu muốn mua xe hoặc là sau này muốn tìm hiểu về xe thì nhấn nút và đăng ký vào cái kênh của Dương Hải Dương của em đấy. Kênh đấy thì em đăng video hàng ngày thì nó sẽ hiện thông báo lên
trên điện thoại cũng như là trên màn hình của các anh các chị, thì các chị sẽ cập nhật được tất cả những cái mẫu xe mà bên em đăng lên, phát nó hiện lên điện thoại của anh em luôn. Xe thì ghế hoàn toàn là không rách rưới gì nhé, tất cả nội thất sơn si sạch sẽ đẹp, về là hoàn toàn anh em không phải làm gì cả, bởi vì con em mới dọn xong hết rồi, sơn si đã dọn, tỉa sơn đánh bóng hết rồi, nội thất dọn sạch sẽ, vì vậy là anh em mua về là không phải động chạm gì nữa cả. Đấy, xe thì tổng thành xe còn xe đẹp đấy, không phải là xe xấu đâu. Khoang máy để em quay cho anh em khoang máy luôn. Con Lacetti 2008 đây. Đấy, con máy con này nó cũng sạch sẽ nhé anh em nhé. Con máy nó sạch sẽ, anh em nhìn này, những cái chi tiết này nó cũng không có dầu mỡ gì ra đâu. Con máy thì theo em nhìn là con máy con này còn tương đối chất. Cái con máy hoàn toàn là khô ráo luôn, không có ẩm ướt gì đâu nhé. Không có ẩm ướt gì, để em đổ máy cho anh em xem. Này là nó có cái cổ bô ở dưới là bục cổ bô này, em chưa hàn. Tiếng bô nổ đây là tiếng cầm máy, anh em nhìn cái máy khô ráo như này mà nó có ẩm ướt đâu. Đây là cái tiếng cổ bô là nó bị bục bô nên máy nổ nó hơi ồn, còn đâu máy con này cực ngon luôn. Em quay nó sẽ sát cho anh em luôn. Đây là máy em vẫn đang cho nổ đây. Đấy. Có cái cổ bô ở dưới này, nó hơi cổ bô này em chưa xử lý này. Mới đi thì mới cảm nhận được cái bô nó nổ hơi ồn tí, là cái cổ bô ở dưới nó bị bục một tí. Còn đâu máy bóc hoàn toàn khô ráo và chạy rất là thoát xe luôn anh em nhé. Đấy, chạy rất là thoát xe luôn. Giá con này để cho anh em 167 triệu nhé. Anh em nào ưng thì alo cho em số điện thoại 0888907666 để sở hữu được cái Mola City sản xuất năm 2008. Đấy, giá rất hợp lý thôi. Đấy, em quay lại một vòng nữa cho anh em xem. Anh em nào có nhu cầu và thích cái mẫu xe Lacetti sản xuất năm 2008 này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 hoặc kết nối vào Zalo cho em luôn. Đấy. À, tổng thành xe nhá anh em nhé, nhìn rất là đẹp, quay gần cho anh em xem luôn này. Rất là đẹp xe và rất là không gian rất là thoáng xe đối với mẫu Lacetti này. Mua về đi gia đình thì tương đối hợp lý. Với cái mẫu xe đời cao 2008 rồi mà tầm tiền rất là vừa phải cho anh em lựa chọn luôn. Đấy. Đây này, tổng thành xe xong xuôi hết là rất đẹp rồi. Đấy, anh em nhìn cái không gian nó rất là thoáng ở cái mẫu xe City này, rất rộng rãi luôn và giá tầm tiền rất là vừa phải luôn. Đấy, 167 triệu mà anh em ở khu vực ngoài Bắc này thì em bớt cho một tí tiền vận chuyển. Đấy, để cho anh em mua về để đi gia đình cái mẫu xe City này. Rất hợp lý nha anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm với em. Và đặc biệt cho anh em nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe của bên em nhé. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em nhé.